Và Bitcoin bây giờ đó khác với là năm 2017 một chỗ là chỗ nào Những cái điểm khác này là những điểm rất là quan trọng Giống như những điểm mà Thuận vừa chia sẻ với các bạn mới đây Những cái điểm khác biệt này là những cái điểm mà Dan Hale hay là loại David chỉ vào mà nói là chúng ta có thể sẽ không thấy cái mùa tăng trưởng mà 4 năm nữa mà chúng ta sẽ thấy một cái mùa tăng trưởng dài hơn. Chúng ta đi vào một cái siêu chu kỳ. Siêu chu kỳ có nghĩa là cái chu kỳ này là sẽ kéo dài hơn. Có thể là kéo dài 6 năm, 8 năm, 10 năm. Không biết được nhưng mà sau này sau khi chúng ta có cái siêu chu kỳ này rồi thì chỉ có những cái chu kỳ nhỏ mà thôi chứ không phải là mà 4 năm như trước đây nữa tại vì chúng ta bây giờ đã bước vào một cái thời đại mới cho bitcoin đây là điều mà những người như là like david hay hell tin tưởng hiện bây giờ và thường cũng muốn chia sẻ với các bạn tại vì một số bạn hỏi thường là siêu chu kỳ như thế nào và thường nghĩ sao về vấn đề này thì trước khi đường chia sẻ với các bạn thường nghĩ sao về vấn đề này thì đường chia sẻ thêm là chúng ta thấy là bây giờ đó thì Bitcoin đã khác với năm 2017 dựa theo Dan Hale là bây giờ đó thì câu chuyện của Bitcoin chỉ có câu chuyện duy nhất mà thôi đó chính là vàng điện tử vàng 2.0 thực ra mà nói thường đây chia sẻ rất nhiều với các bạn là bây giờ nếu như ai hoặc các bạn Bitcoin là gì thì thay vì các bạn là chia sẻ Bitcoin là nền tảng blockchain phi tập trung vân vân và vân vân hoạt động như thế nào và có thời nào như thế nào an toàn như thế nào các bạn chỉ cần nói Bitcoin là một vàng điện tử đây là một câu chuyện rất dễ hiểu cho nhiều người có thể đang nhận ra được là tại sao lại đầu tư vào trong Bitcoin và thật cho mà nói năm 2017 đó Bitcoin đã có cái câu chuyện là vàng điện tử vàng 2.0 rồi Các bạn có nên nhớ là câu chuyện Bitcoin là vàng Litecoin là bạc Nhưng mà thời điểm đó chúng ta vẫn có nhiều câu chuyện khác tranh đua với nhau các bạn thấy được là thời điểm đó chúng ta lại có bitcoin là một cái phương tiện thanh toán và lúc đó bitcoin lại phải cạnh tranh với là một số những cái đồng khác như là các bạn thấy đồng dash và một số những đồng khác mà nói là thanh toán nhanh hơn là bitcoin và chúng ta lại thấy được là một số những cái điều mà làm cho thị trường phân tâm như được chúng thấy là cái harford mà dẫn đến sự tách rời từ bitcoin bitcoin cash đã khiến cho có thêm đồng bitcoin cash xuất hiện và sau đó nhiều người lại quan mang không biết là đồng nào mới là đồng bitcoin thật sự bây giờ các bạn nhìn lại thì cảm thấy là ồ oh, đương nhiên bitcoin btc là bitcoin nhưng mà cái thời điểm mà chúng ta thấy là cái ha fork xảy ra đó thường để chia sẻ rất nhiều trong thời điểm đó thật sự bản thân thường còn không biết là sau khi mà ha fork xảy ra cái lúc mà cái sự tranh cãi kịch liệt đó xảy ra thì khi mà cái ngày ha fork thì chúng ta sẽ không biết được đồng nào sẽ là đồng bitcoin chính thức đồng nào sẽ không được lấy cái danh hiệu là bitcoin và cuối cùng thì bitcoin vẫn là btc vẫn là một mạng lưới mà được nhiều thợ đào nhiều người ủng hộ nhất cho nên chúng ta vẫn thấy được là chỉ có một bitcoin nhất mà thôi đó chính là đồng bitcoin hiện bây giờ bây giờ thì năm 2021 Dan Hale nói là những điều đó đã không còn nữa. Bây giờ Bitcoin chỉ có một cái thông điệp duy nhất mà thôi Đó chính là vàng 2.0 Là một vàng điện tử Cho nên bây giờ là cái số lượng người ủng hộ Cái thông điệp này là rất nhiều Và Bitcoin bây giờ chỉ có một thông điệp đơn độc đó mà thôi Thứ ba nữa, điều mà Daniel nói tới Đó chính là năm 2021 Đây đã khác năm 2013 Năm 2017 một cái chỗ Đó chính là những năm trước đây đó Các bạn thấy được là năm 2013 mua Bitcoin rất khó khăn Năm 2017 cũng khó khăn Các bạn thấy là năm 2017 đó Lúc đó chúng ta có thể bắt đầu sử dụng những sàn như là Coinbase tuy nhiên à, Nhưng mà các bạn cũng nên nhớ đến những sàn như là Binance thì mãi cho đến cuối năm 2017 mới có sàn Binance Trong cái thời điểm mà trước đó chúng ta sử dụng những sàn như là Poloniex mà sàn mà chúng ta ít nghe tới bây giờ, Và sàn Coinbase. Một số những cái sàn khác nhưng mà các bạn có thể nhớ là sàn Coinbase cũng gặp một số những vấn đề là một số người sử dụng ngân hàng để mà mua nhưng mà lại không uh, thấy mua Bitcoin được tại vì ngân hàng lock không cho mua vân vân. Có rất nhiều những cái sự kiện đáng tiếc xảy ra của năm 2017 và mua Bitcoin và lưu trữ Bitcoin vẫn khó khăn hơn là bây giờ. Bây giờ thì thậm chí các bạn không cần phải đăng ký Coinbase nhưng mà có thể mua thông qua PayPal, thông qua những cái ứng dụng như là Robinhood hay là Weibo vân vân hay là thậm chí là Cash App hay là Sophie cũng có thể là mua Bitcoin được chỉ có là các bạn không rút ra được mà thôi nhưng mà các bạn thấy được là bây giờ thì càng ngày càng dễ dàng tiếp cận Bitcoin những người trader mà trade stock đó cũng có thể là mua Bitcoin thông qua những ứng dụng như là Robinhood bây giờ những điều này thì Dan Hale chỉ ra được là chúng ta bây giờ đã chuyển qua một cái thời kỳ mới, một thời đại mới của Bitcoin chúng ta không thể nào mà dựa theo một chu kỳ mà 4 năm nữa và chúng ta cũng không nên à, nhìn vào những cái tài liệu như là thường đã chia sẻ với các bạn như là Classno vân vân. Thì đây là điều mà được chia sẻ bởi Dan Hale. Các bạn nghĩ sao về cái tài liệu này? Các bạn có nghĩ rằng chúng ta đã bước vào một cái super cycle, một cái siêu chu kỳ hay không? Thì các bạn hãy comment ở bên dưới. À, đối với Thuận, thật kia mà nói, cái câu nói mà Thuận sợ nhất đó chính là lần này sẽ khác. Và bây giờ thì Thuận lại thấy là càng ngày lại có nhiều người có cái thông điệp là lần này sẽ khác hay là lần này đã khác. Thì đương nhiên thường không có nói là những người này sai hay là à, ai đúng ai sai. Nhưng mà ý Thuận mới nói đây đó là đây là những điều mà làm cho Thuận cũng khá lo lắng và suy nghĩ khá nhiều. À, tại vì các bạn thấy được đó là Thuận có suy nghĩ mãi. Giống như năm 2017 lý do tại sao mà chúng ta thấy thị trường tăng lên quá nhanh và sau đó thị trường lại sập mạnh như vậy là tại vì các bạn thấy đưa ra cái thông điệp thời điểm đó là Bitcoin sẽ đi xa mãi và xa mãi đi tới 100 ngàn, 200 ngàn đây đã là một cái thời đại mới chúng ta đã có một cách mạng tiền tệ Bitcoin sẽ tăng trưởng và những altcoin cũng sẽ tăng trưởng theo Bitcoin Đó là cái lòng tin của rất nhiều người Và ngay cả bản thân thường cũng rơi vào cái số lượng người mà tin tưởng những cái thông điệp đó Khiến cho là không thoát ra được của năm 2017 đúng lúc Dẫn đến là phải tiếp tục đi theo thị trường này trong vòng 3 năm qua Và đương nhiên trong vòng 3 năm qua thường cũng đã nhân cơ hội để mà thu mua thêm rất nhiều crypto Cho nên đến cuối cùng thì vẫn là một cái sự kiện mà thường đã học hỏi rất nhiều Cũng như là kiếm được rất nhiều lợi nhuận Cho đến ngày hôm nay các bạn không biết là thường chưa bán một đồng nào thì các bạn cũng có thể nghĩ được là cái phần lợi nhuận thuận trong thị trường này cao đến cỡ nào nhưng mà điều mà thường muốn nói với các bạn ở đây đó là thường có suy nghĩ mãi là năm 2021 này bản thân thuận thì chia sẻ với bạn rất nhiều về những cái kinh nghiệm của năm 2017 những gì đã xảy ra chúng ta bắt đầu là nhìn vào những tài liệu on chain như là plasno chúng ta bây giờ lại nhìn vào những cái tài liệu liên quan đến những cái dấu hiệu đỉnh là như thế nào để các bạn có sự phòng ngờ và không chỉ riêng là Thuận mà các bạn thấy được là những cái channel lớn khác như là Thuận xem những channel như là Ivan on Tech hay là Box Mining hay là thậm chí là Lloyd Davis cũng có những cái tài liệu tương tự chia sẻ với hàng trăm hàng trăm ngàn người theo dõi những cái kênh đó thì nếu như ai cũng có thể dễ dàng nhận ra được những cái dấu hiệu đỉnh thì như thế nào như vậy thì còn ai đu đỉnh nữa các bạn thấy được đây là một chuyên điều mà thường suy nghĩ mãi chỉ có là chúng ta cần phải có thêm một cái thông điệp mới một thông điệp mới mà các bạn thấy được là nhiều người bây giờ là sẽ không có còn quan tâm đến những cái dấu hiệu đỉnh nữa thì lúc đó chúng ta mới thực sự có một đợt phô mạnh và cũng sẽ dẫn đến một mùa đông kéo dài kế tiếp chứ bây giờ ai cũng cẩn thận thì có thể là mùa đông vẫn chưa tới và khi mùa đông tới mùa đông nó sẽ tới rất nhanh và sẽ làm cho các bạn rất bất ngờ và thường nghĩ là một trong những cái thông điệp có thể thôi nha Tuy nhiên là Dan Hale là một người mà trong thị trường này lâu hơn rất nhiều cho nên Dan Hale là một trong những người mà thường cũng thường hay đọc rất nhiều bài viết liên quan đến suy nghĩ của Dan Hale về thị trường crypto này cũng như là Lloyd Davis là một người mà thường cũng thường hay xem YouTube ở trong cái thị trường này là một trong những người mà thường rất là thích xem đây là những người mà tốn rất nhiều công thức và thời gian trong thị trường này thì có thể là họ nói đúng là chúng ta sẽ có một cái super cycle, một cái siêu cycle nhưng mà thường vẫn phải cẩn thận chúng ta cũng vẫn sẽ tiếp tục xem xét những cái tài liệu on chain hàng ngày chúng ta à, cũng sẽ tiếp tục theo dõi những dấu hiệu coi cô tin thì bây giờ như thế nào và đương nhiên tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn những cái thông tin à, mà tôi nghĩ là các bạn cần nên có và sẽ giúp cho các bạn trong cái lĩnh vực đầu tư crypto này và ở cái phần cuối của video này Thùng muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ một số những thông tin chi tiết hơn về những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng một Thùng Capital. Trong đó chúng ta có những cái ưu đãi như là các bạn có thể đăng ký được những bonus cũng như được giảm cái phần trăm phí giao dịch. Các bạn thấy là một trong những sàn rất nổi tiếng đó chính là sàn Binance.com hay còn gọi là Binance quốc tế. Đây là cái sàn Binance mà đã có từ năm 2017. Và các bạn thấy là đây là một cái sàn mà chúng ta có thể nhận được 20% phí giao dịch spot giảm hay là 10% phí giao dịch future giảm khi mà các bạn thông qua link của Thuận Capital Các bạn có thể bấm vào 1 trong hai link này Link màu xanh dương hay là link màu vàng Thì các bạn bấm vào các bạn sẽ thấy được là chúng ta thấy là kickback rate là 20% Nghĩa là các bạn sẽ được trả lại 20% khi mà giao dịch ở trên sàn Binance thông qua link của Thuận Capital thì các bạn có thể là bấm vào một trong hai link các bạn đều có thể được hưởng cả hai 20% phí giao dịch spot được giảm và 10% phí giao dịch future sẽ được giảm và nhiều bạn hỏi thường là giao dịch spot giao dịch gì giao dịch spot là một cái giao dịch thông thường sàn binance các bạn thấy được đây là một cái sàn mà hiện bây giờ không có hỗ trợ us trader nếu như các bạn là một người ở hoa kỳ thì các bạn cần phải sử dụng sàn binance us bên dưới này cũng có link đăng ký các bạn bấm vào còn về một sàn mà có hỗ trợ us trader hiện tại đó chính là sàn lmt đây là một cái sàn margin có chế độ copy trade như là các bạn có thể copy lại những cái trader khác và hiện bây giờ cũng có những cái ưu đãi độc quyền đến từ LMT. như là các bạn có thể là nhận được bonus cho đến cái ngày là 26 tháng 2 bonus có thể lên tới là hơn 400 đồng USDT tùy theo là các bạn nạp vào bao nhiêu tiền vào sàn Dmitry này những chi tiết sẽ bên dưới và đương nhiên các bạn tham gia bất cứ một cái dịch vụ nào ở trên danh sách này các bạn đều có thể bấm vào cái link màu xanh lá cây đây là cái link để các bạn có thể điền đơn vào nhóm những hỗ trợ đội thuong cap sẽ hỗ trợ các bạn về những cái thắc mắc liên quan đến sử dụng những cái dịch vụ này và các bạn thấy được là chúng ta có thể tham gia vào sàn margin trên nổi tiếng sàn trên buy bit thì bây giờ thì các bạn tham gia thì cái phí giao dịch tháng đầu sẽ được giảm 10% sàn Coinbase một sàn mà hiện bây giờ đã đang hỗ trợ Hoa Kỳ, Anh Úc và 27 quốc gia thì bây giờ thì sàn Coinbase vẫn chưa có hỗ trợ Việt Nam đây là một cái sàn mà tôi nghĩ là ai cũng đã biết rồi các bạn có thể là tham gia thông qua liên thuận capital khi mà các bạn mua 100 đô crypto đầu tiên các bạn sẽ được tặng 10% sau khi mà đã thành công 100 đô đầu tiên sang Prime XP Team thì bây giờ có bonus 5% khi mình nạp tiền các bạn có thể là nhập cái mã thuận C để nhận được bonus này các bạn có thể bấm vào xem chi tiết để tìm hiểu thêm hay là các bạn có thể tham gia vào ứng dụng BlockFi đây là một cái ứng dụng lending có lại các bạn có thể là gửi đồng Ethereum, Litecoin, Bitcoin và một số đồng khác vào trong cái ứng dụng BlockFi này và có thể nhận lại hàng tháng và bây giờ có cái bonus lên tới 250 đô khi mà các bạn gửi tiền vào BlockFi tùy theo các bạn gửi là bao nhiêu bấm vào xem chi tiết đây là một cái ứng dụng mà thường đã xài rất là lâu rồi và đương nhiên crypto khoan đây là cái ứng dụng mà hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu phân tích on chain mà chúng ta sử dụng hàng ngày nhưng mà nào mà tham gia thông minh của khác Capital thì có thể nhận được 30 đô la credit lần đầu tiên khi mà các bạn nâng cấp tài khoản với nhiều tính năng và bấm vào xem chi tiết để tìm hiểu thêm và đây là những thông tin mà thuận mang đến cho các bạn liên quan đến những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận capital thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn.